Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình làm món bánh dày kẹp chả lụa để đãi tụi nhỏ nhà mình đó các bạn. Tụi nó đang thèm cái món này. Hồi nhỏ má mình hay ưa làm món này cho mình ăn á. Bây giờ mình làm lại cho tụi nhỏ nó ăn. Sẵn mình chia sẻ với các bạn xem cho vui nha. Bạn nào yêu thích món bánh dày kẹp chả này vô bếp làm chung với mấy mẹ con mình cho vui nha. 16 ao bột nếp nha mẹ. Ok, 16 ao con chấm ra. 16 ao bột nếp nha. Là một bịch á, hết một bịch luôn. Hết một bịch. Là một nửa muỗng cà phê muối. Ớt cà phê muối. Ớt con bỏ cái gì? Này là một muỗng canh đường. Rồi con bỏ cho, muỗng canh đường. Nó trộn đều nó lên ha. Dạ. Rồi cái này là 350ml nước nóng nha. Nước sôi á. Cái này nước sôi á nha các bạn. Là nóng quá. 350ml nước sôi nóng quá. Quậy nó lên. Rồi thêm một muỗng canh dầu ăn vô ha. Này cái dầu này là dầu coconut. Ôi, dầu nào cũng được nha các bạn. Dầu hành. Dầu chiên là hơi. Ok. Rồi xong mình dùng cái găng tay mình bóp nha. Nhìn nó khô vậy chứ hồi cái là nó ok nha các bạn. Bóp hồi là nó được. Mình thêm nếu mà nó lúc mà mình bóp cho nó hòa quyện vô nhau, nếu mà nó khô quá thì mình cho thêm nước ta. Mama. Nước lạnh nha. Mama. Mình dùng hai cái tay mình bóp cho nó lẹ ha. Mình bóp cho nó hòa quyện vô với nhau. Bóp hai tay lẹ. Đúng rồi, bóp hai tay cho nó nhanh. Bóp hai tay cho nhanh. Cho nước nó thấm đều vô bột á. Cái này mình bây giờ mình thấy nó hơi khô nè. Nó hơi khô thì mình cho thêm. Đó, mình cho thêm nước nè, từ từ vô nha. Nước muối. Không phải nước muối con, nước lạnh thôi. Nước lạnh hả? Trong quá trình mình nhào bột về mình thấy cái bột nó hơi khô á thì mình sẽ cho nước từ từ vô nữa nha. Cái này tùy bột cũ bột mới á, bột mới á, thì nó ít nước hơn, còn bột cũ nó hút nước nhiều lắm. Này nó cho một tí xíu nữa ha. Mình cho từ từ vậy nè, lấy cái muỗng cho từ từ vậy nè. Tới khi nào mình cảm thấy là nó được nó thành một khối là mình nắm và được là được nha. Cái này nhồi khoảng chừng 2 tới 3 phút là xong à. Không có cần phải nhồi kỹ đâu. Nhồi làm sao mà cho nó hòa quyện thành một khối là được. Giờ phải. Còn 1 giờ. Rồi nhéo là như vậy là ok rồi ha. Giờ đậy nó lại cho nó nghỉ 15 phút. 15 phút hả? Cho nó nghỉ một tí xíu nha. Rồi để trong quá trình đó thì mình đi cắt lá. Cắt lá rồi cho nước nó mở nước cho nó sôi lên ha. Đây mình có một miếng lá chuối nhỏ nhỏ nè các bạn. Mình sẽ cắt tròn tròn để đựng cái miếng bánh vô nha. Rửa sạch không? Cái miếng này mình cắt làm đôi. Mama. Gì con? Mama. Giỏi quá. Mình cắt làm đôi. Mama. Ồ, cảm ơn con. Cũng tròn tròn rất đẹp. Ừ.
dầu lên trên cái lá này cho nó khỏi chín. Mình thêm tí xíu dầu vô tay nè, cái thì mình vo nó, vo cho nó hơi tròn tròn vậy nè ha. Xong rồi mình lấy cái tay mình ấn hơi dẹt tí xíu. Trong vòng 10 phút nha. Khi hấp mình tiếp tục làm nẻ thứ hai. Mama ơi. Ơi. Trứng khẩm 11 là cái gì? Người đâu có biết đâu. Đó là 21. Phải không? Dạ. Tiếp tục. 2, 4, 6, 7. 8 9 10 miếng. 10 miếng. 10 miếng thôi. Nãy dư đó. Quét cái dầu lên. Cho nó khỏi dính. Không được con, bỏ ra con. 11 cho cái. 11 cái hả? Dạ. Được rồi, có 10 cái thôi con nha. Yeah. Có 10 cái mình cắt 10 cái thôi. Đó, mình cũng chia thành 10 miếng. Rồi, tiếp tục. Con làm được không? Dạ. Mama ơi. Vui hả? Dạ. Mình thêm tí xíu dầu vô cái bàn tay của mình á, rồi mình nặn cho nó khỏi dính nha. Tục làm cái bánh này nó dễ làm lắm, dễ ăn nữa. Ở đó má hay làm cho ăn á, má mình á. Má ơi. Con làm được không? Dạ. Tiếp tục cái kia hấp sau 10 phút rồi mình lấy này, rồi mình lấy tiếp tục mình hấp cái này là xong. Cái này có thể làm 10 cặp hay tới 12 cặp cũng được nha. Cái này mình làm hơi bự. Không sao con. Sau 10 phút nè, để cho nó nghỉ tí xíu rồi mình hấp cái kia tiếp ha. Cho nó nguội tí xíu rồi mình lấy ra. Ok rồi nè, nó chín nó trong là được rồi nè. Mình lấy nó ra ha. Nè, cái này chả chiên nha các bạn. Mình cắt làm 10 miếng. Mm.
6 8 9 10 Cái này nó nguội rồi các bạn nè. Giờ mình cái này mình rắc một tí xíu tiêu vô ha. Một tí xíu cái tiêu vô đây. Rồi mình cho cái chả vô đây. Kẹp vô rồi. Cái khi nào ăn thì lột nó ra. Cái bánh cho các bạn xem nha. Bánh này cũng dễ lột lắm, tại mình đã với cái lớp dầu á, cho nên nó rất là dễ lột ha. Nhưng mà đó, lột tới đâu ăn tới đó là lột giống vậy. Cắn cái rất là ngon luôn. Nó dễ lột lắm nè. Mình xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ kênh Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Mến chúc mọi người làm thành công và ăn thật là ngon miệng nha. Nếu thấy video mình chia sẻ hữu ích thì nhớ tặng cho mình một cái like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần tới. Bye bye.